vì sao MU cứ mãi mông lung như một trò đùa đã bao giờ bạn tự hỏi MU này thực tế là một tập thể như thế nào hay chưa nếu rồi đáp án là gì không dễ để có một câu trả lời thỏa đáng bởi thực tế quỷ đỏ đang rơi vào một kỷ nguyên hỗn loạn mông lung và chẳng có gì chắc chắn nhắc đến MU sẽ có hàng chục thậm chí là hàng trăm thắc mắc câu hỏi liên quan đến đội bóng này MU quá hất ổn không MU có tiến bộ gì không có phải MU đang tụt lùi so với mùa trước? MU cũng chi khá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng nhưng chẳng tiến bộ. Casemiro đã hoàn thành vai trò tiền vệ đẳng cấp thế giới chưa? Chuyện gì đang xảy ra với Mason Mao? Có phải cử tiền vệ Chelsea đang làm những việc mà người thường không thể hiểu được? Những hậu vệ của MU có đủ tốt không? Có thể tin tưởng ai trong số họ? Chẳng phải MU có một thủ môn giỏi chơi chân hay sao? Vân vân và vân vân. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh MU và đáp án tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, tất cả dẫn chúng ta đến một sự thật, đó là quỷ đỏ đang ở trong một kỳ nguyên hỗn loạn, và chẳng rõ đến bao giờ họ mới có thể thoát ra, giúp mọi thứ vận hành một cách trơn tru. Hãy nhớ lại nó bắt đầu như thế nào, mùa trước, MU mở màn Premier League bằng thất bại 1-2 trước Brighton ngay tại Old Trafford. Tuần kế tiếp, họ thảm bại không, 4 trước Brentford hai câu lạc bộ khôn ngoan nhất giải đấu đã phá hủy một MU có rất nhiều tiền song không có phương hướng và kế hoạch. Ngay cả Eric Ten Hag cũng không thể vượt qua được điều này. Trong cả hai trận đấu, MU kiểm soát bóng hơn 60%, nhưng đều không thể triển khai bóng từ hàng thủ dưới áp lực. David De Gea không thể làm điều đó, Harry Maguire cũng vậy. Christian Eriksen, một trong những chân truyền giỏi nhất ở thế hệ của anh, cũng bó tay. Sau đó, MU bỏ qua lối đá từ hàng thủ đánh bại Liverpool 2, 1 và tiếp tục chuỗi thắng khiến không ít người coi họ là ứng viên vô địch thực sự. Tại Ajax, tên HAG cho câu lạc bộ của ông Pressing cao nhất có thể và chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Tại MU, tập hợp các cầu thủ này, trừ Cristiano Ronaldo người đã bị tên HAG loại bỏ chắc chắn có thể làm điều tương tự. Dù vậy, điều ấy không có khả năng dẫn đến chiến thắng. Ngày nay, khái niệm chiến thuật nhiều khi phức tạp đến mức khó hiểu. Thế nhưng rốt cuộc, đó là việc chơi theo cách tạo ra sự cân bằng tối ưu cho đội hình giữa tấn công và phòng thủ, nhằm tạo ra hiệu số bàn thắng bại tốt nhất có thể. Nhìn chung, một số đội nên cố gắng giữ bóng ở đầu bên kia, trong khi số khác cần phải hy sinh khả năng kiểm soát để đổi lấy khoảng trống được tạo ra lúc họ đoạt lại bóng, tổ chức phản công chớp nhoáng. MU đã chọn về thứ hai và điều đó có vẻ đúng. Tuy nhiên, vẫn luôn có cái gì đó gọi là thiếu chắc chắn trong màn trình diễn tổng thể của Quỷ Đỏ. Mùa này MU đưa về Onana, một trong những thủ thành chơi chân thành thạo nhất thế giới, và Mason Mount một trong những cầu thủ pressing quyết liệt nhất Premier League, nhằm thay đổi sức mạnh cho vị trí thủ môn lẫn tuyến giữa. Rasmus Højlund cũng được ký hợp đồng ở vị trí trung phong, không chỉ bởi khả năng ghi bàn mà anh có thể mang lại, mà còn vì mức độ tham gia của anh trong quá trình xây dựng lối chơi tại Atalanta. Với nguồn nhân sự như vậy, MU đang cố gắng kiểm soát bóng và pressing nhiều hơn qua ba trận đầu ở Premier League năm 2023 năm 24, MU giành được bóng ở 1 phần 3 sân đối phương 29 lần, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Tuy nhiên, tất cả có hiệu quả. Dù thắng úp 1, không, nhưng MU thực sự đã chơi tệ trong ngày ra quân. Sau đó, họ trải qua hiệp một ấn tượng trước Tottenham xong rồi chơi kém coi ở hiệp 2. Và trước Nottingham tại Old Trafford. MU đã lật ngược tình thế sau 45 phút hiệp một thảm họa khi nhận hai bàn thua chóng vánh trong 4 phút đồng. Từ đây, có thể thấy rõ sự thất thường trong màn trình diễn của MU, không phải từ trận này sang trận khác, mà là trong chính mỗi trận đấu. Nó chỉ ra một câu lạc bộ đang cố gắng áp đảo ở cấp độ cao, nhưng không có nhân sự để thực hiện một cách nhất quán. MU muốn chơi theo phong cách của Man City hay Arsenal, nhưng điều đó có thực sự phù hợp. Nhìn chung với MU thời điểm này, tất cả còn rất mông lung sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vào một ngày đẹp trời quỷ đỏ sẽ khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt với thứ bóng đá thổi bay đối thủ từ khâu pressing luân chuyển bóng triển khai tấn công đến sự mượt mà trong lối chơi dù vậy cũng sẽ có những ngày mu chẳng làm được gì trong số tất cả những điều này